nhằm ghi nhận thành tích, động viên các cá nhân tập thể là những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức đoàn tiếp kiến báo công với lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phủ Chủ tịch. Trong khuôn khổ hoạt động tại Hà Nội, sáng nay, đoàn do đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ viếng có đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ tập thể cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính biết ơn sự hy sinh lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam. Đến thăm Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn được nghe thông tin khái quát về chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc tổ chức cho các đoàn trong và ngoài nước vào lăng viếng Bác. Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi được biết Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Đặc biệt là đã làm chủ, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.